Tôi hỏi vậy thì ông ơi, thịt cá trứng sữa nó độ pH bao nhiêu? Ông bảo đúng như chú nói đấy, nó chỉ 4 tấm 7 5 chấm thôi, nhưng mà máu con thể là ông thường xuyên nghiên cứu máu và anh hùng lao động mà, thì gen thì ông thấy rằng là 7.4, vậy có phải nó banh gan không? Ông bảo tôi chịu chú, chưa bao giờ có những người như thế này mà nói ra như vậy. Về sau là ông nể ông khiếp qua Messenger đây này, ông nể lắm. Ừ, nhưng mà tôi quen ở Hà Nội, tôi công tác Hà Nội ở 20 điện phủ Hà Nội thì cũng công an nó theo dõi đến cùng luôn, nhưng về sau nó chả làm gì được mình. Thế là tôi theo thì chân quang từ ngày ấy, thì sau như càng ngày sư phụ của mình càng bị tưởng nặng lắm. Thế là bây giờ toàn lại nghĩ có ma, chứ ngày xưa đâu có ma đâu, bây giờ thành lập cả võ đường rồi, là luôn luôn là sợ người ta đến giết mình. Đấy là hôm rồi, là cách đây đầu năm, cuối năm vừa rồi ấy, năm ngoái ấy, cũng có người dẫn vào đấy nhưng mà không ai phát hiện ra sư. Thế vào đấy là 7 giờ sáng thì các sư cô mang ra ăn ở cái đầu cổng đấy.